Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một phương thuốc tự nhiên giúp tăng cường miễn dịch và chống lại cảm lạnh rất tuyệt vời. Nếu bạn đang không biết làm gì khi cơ thể của chúng ta bị cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi và mệt mỏi thì các bạn hãy thử làm thức uống rất là tốt cho sức khỏe này các bạn nhé. Các bạn sẽ cảm thấy người tỉnh ngay sau khi vừa sử dụng nó. Bạn chỉ cần 3 nguyên liệu rất đơn giản trong nhà bếp là có thể làm được bài thuốc này. Và hãy cùng xem hết video này các bạn nhé, vì công thức này đang chờ đón bạn cùng thực hiện nó. Bây giờ hãy cùng làm các bạn nha. Để tạo ra một phương thuốc tự nhiên tăng sức đề kháng và chống lại virus, vi khuẩn, cảm cúm và cảm lạnh, bạn cần chuẩn bị 3 nguyên liệu, đó là chanh, gừng và mật ong. Đầu tiên trong số này đó chính là chanh. Bạn có thể mua ở siêu thị hoặc là chợ. Hôm nay thì chúng ta sẽ dùng cả quả các bạn nhé. Chính vì vậy mà các bạn hãy làm sạch phần vỏ chanh để loại bỏ đi hết tất cả những chất độc hại, thuốc trừ sâu còn sót lại trên vỏ chanh. Bây giờ hãy chuẩn bị cho mình một cái tô và cho đầy nước vào đấy các bạn nhé. Sau đó thì bạn thêm vào một thìa cà phê baking soda, hoặc nếu không có baking soda thì các bạn hãy sử dụng 2 thìa cà phê muối biển để thay thế và làm sạch cái phần vỏ chanh các bạn nhé. Các bạn cho chanh vào và ngâm trong tô nước đó 10 phút. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái khăn để chúng ta chà sạch phần bụi bẩn bám ở phía ngoài. Trong chanh rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường được hệ miễn dịch của cơ thể. Không những tăng cường được hệ miễn dịch, hỗ trợ về sức khỏe tim mạch, không những vậy, chanh còn giúp bạn giảm cân rất hiệu quả, thải độc cơ thể và loại bỏ những mệt mỏi. Bạn lau thật khô phần vỏ chanh, sau đó cắt chanh thành những lát mỏng. Nước chanh này có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, nó sẽ giúp bạn chống lại bệnh cúm, nhiễm trùng đường hô hấp và chống lại cảm lạnh hiệu quả. Như đã nói ở trên, với bài thuốc tự nhiên chống lại vi khuẩn và virus này, các bạn sẽ cần phải sử dụng cả phần vỏ. Trong phần vỏ của quả chanh thì có chứa nhiều dinh dưỡng hơn là trong phần nước cốt chanh. Vỏ chanh có chứa protein, chất béo, canxi, kali, vitamin A, vitamin C. Nó chứa một lượng chất xơ rất lớn hơn cả phần nước cốt chanh. Và sau khi mà các bạn cắt chanh được xong như thế này rồi thì các bạn sẽ để sang một bên nhé. Và thành phần thứ hai ở đây không thể thiếu được đó chính là gừng. Bạn hãy chuẩn bị gừng ta. Và gừng này thì các bạn sẽ sử dụng đó là 50g. Bạn hãy sử dụng thìa để có thể cạo sạch được phần vỏ gừng, hoặc nếu không thì các bạn có thể sử dụng dao. Và nếu các bạn thích sử dụng cả phần vỏ thì hãy chà thật sạch phần vỏ để loại hết bụi bẩn các bạn nhé. Và gừng không chỉ là một loại gia vị trong nhà bếp có tính cay ấm, mà nó còn được biết đến như một thảo dược rất quý trong chữa lành các bệnh rất mạnh mẽ, tăng cường được hệ thống miễn dịch, làm dịu chứng viêm. Hơn thế nữa, gừng còn điều trị thành công cảm cúm, bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Bạn thấy không, cạo gừng bằng thìa là một cách rất là đơn giản để bạn có thể lấy được toàn bộ cái phần vỏ mỏng nhất và ít vào cái phần thịt của gừng ở phía trong nhất các bạn nhé. Bây giờ bạn hãy rửa thật là sạch phần gừng này, sau đó thái thành những lát tròn mỏng. Càng mỏng thì các bạn sẽ lấy được nhiều tinh dầu hơn và nhanh hơn. Đây là toàn bộ thành phẩm gừng mình thu được. Các bạn sẽ để riêng nó ra một cái hũ các bạn nhé. Nguyên liệu thứ 3 trong công thức này đó chính là mật ong. Mật ong này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình 300g nhé. Các bạn có thể sử dụng bất cứ loại mật ong nào mà các bạn có sẵn. Ở đây thì mình sử dụng mật ong hoa cỏ. Và trong cái thành phần của mật ong nó có chứa rất là nhiều các cái axit, amin cũng như là vitamin và khoáng chất,
tốt cho cơ thể của mình, và khi kết hợp với chanh, gừng và mật ong, nó sẽ tạo ra được một cái phương thuốc tự nhiên rất tuyệt vời, giúp cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh và chống lại được các cái vi khuẩn xâm nhập các bạn nhé. Bây giờ thì bạn hãy chuẩn bị một cái hũ thủy tinh đã được tiệt trùng sẵn nhé. Và bạn xếp chanh vào và gừng vào hũ. Bài thuốc này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch một cách tự nhiên. Gừng và chanh đã được chứng minh đó là giúp cơ thể của chúng ta tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch và là một cách giúp phòng ngừa bệnh cúm, bệnh cảm lạnh. Thật tuyệt vời. Bây giờ thì các bạn sẽ xếp lần lượt từng lớp chanh, rồi đến gừng, chanh, gừng, cho đến khi mà các bạn xếp được hết tất cả các phần nguyên liệu này vào trong hũ các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã xếp xong rồi thì các bạn sẽ đổ phần mật ong từ từ vào để cho nó thấm đều hết cả cái phần nguyên liệu này. Sau khi mà các bạn đã cho hết được cái phần mật ong vào hũ nguyên liệu này rồi thì các bạn sẽ đậy nắp lại và sau đó các bạn để 2 ngày ở ngoài nhiệt độ thường các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cốc nước 300ml nước ấm. Sau đó các bạn lấy từ 1 đến 2 lát chanh, thêm vào đó 2-3 lát gừng và một chút nước mật ong từ hũ nguyên liệu này. Nó sẽ cung cấp cho các bạn một nguồn năng lượng rất tuyệt vời. Và bạn đừng quên là chúng ta sẽ lắc thường xuyên cái hũ như thế này để cho nó thật đều nguyên liệu, cũng như là phần mật ong nó sẽ giúp lấy các tinh dầu từ chanh và gừng được nhiều nhất các bạn nhé. Bạn để ở nhiệt độ phòng trong khoảng thời gian là 2 ngày, sau đó thì bạn hãy để ngăn mát, tủ lạnh và sử dụng trong khoảng thời gian là 14 ngày. Thay vào đó, để tăng cường được hệ miễn dịch của mình thì các bạn cũng nên có một chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với thể dục thể thao để tăng cường khả năng trao đổi chất và giúp cơ thể của chúng ta được vận động, được khỏe mạnh hơn các bạn nhé. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Hy vọng video này sẽ đem lại nhiều giá trị hữu ích tới bạn. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp.